Thưa quý vị, thời điểm mùa nắng nóng, nguy cơ cháy rừng luôn tiềm ẩn rất cao. Chủ động phòng ngừa, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa cháy rừng, các đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố thường xuyên triển khai tuần tra, kiểm soát, đảm bảo diện tích rừng trên địa bàn được an toàn trước những diễn biến bất thường của thời tiết, ghi nhận của phóng viên tại huyện Mỹ Đức. Xã An Phú, huyện Mỹ Đức là một trong những địa bàn có diện tích rừng đặc dụng lớn, chủ yếu là đồi, núi đá. Trước yêu cầu đảm bảo an toàn cháy nổ trong mùa nắng nóng, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Mỹ Đức thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng tại chỗ tuần tra những khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy cháy. Bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động, triển khai các phương án theo phương châm 4 tại chỗ, kịp thời xử lý những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Trong công tác phối hợp thì 2023 cũng đã xảy ra trên địa bàn và tại khu vực này. Núi Thung Tánh này thì chúng tôi cũng đã huy động, phát hiện ra huy động các lực lượng tham gia, trước mắt là các tổ tuần tra và phối hợp báo cáo với rừng đặc dụng cũng như là công an huyện kiểm lâm, phối hợp đã xử lý là thành công, đã khống chế được cái vụ cháy không để xảy ra trên địa bàn. Từ yêu cầu thực tế, các cụm liên kết an toàn phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Mỹ Đức đã ra đời. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng cũng được triển khai thường xuyên. Tuy nhiên, do địa hình núi đá, đường giao thông đi lại hiểm trở, khiến công tác bảo vệ rừng cũng gặp không ít khó khăn. Thời điểm hiện tại thì Ban Quản lý rừng Phòng hộ Đặc dụng Hà Nội đăng ký hợp đồng khoán với 144 chủ nhận khoán. Và chúng tôi thành lập 16 tổ tuần tra tại các cửa rừng và các nhà bảo vệ rừng. Trong đó có phân công nhiệm vụ cụ thể cũng như là có sổ ghi chép giao ban hàng ngày. Ngoài ra thì lực lượng viên chức địa bàn của chúng tôi thì thường xuyên làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, đôn đốc kiểm tra giám sát các chủ nhận khoán trong quá trình kiểm tra tuần sát. Và nếu trong trường hợp mà các tổ mà xảy ra các sự vụ, ví dụ như không phát hiện kịp thời, thì chúng tôi sẽ kiểm điểm và kiểm điểm trách nhiệm cũng như gắn với trách nhiệm của các chủ nhận khoán để rút kinh nghiệm ngay lập tức. Thực tế cho thấy, để đảm bảo an toàn cháy nổ, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, kỹ năng của người dân là yếu tố then chốt, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng, khô hanh, gió thổi mạnh. Trong lần tới đây thì công tác tuyên truyền sẽ được chỉ huy công an huyện cũng như đội cảnh sát phòng cháy cháy tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao để góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn cháy cháy, xây dựng mô hình cụm liên kết an toàn rừng tại địa phương phát triển tốt hơn. Chúng tôi cũng đã họp, đã có các cái quy chế phối hợp với thứ nhất là Ban Quản lý rừng đặc dụng, rồi là tổ kiểm lâm, rồi tất cả các cái hộ mà được giao đất giao rừng, đấy, chúng tôi cũng đã chỉ đạo và chỉ ra những cái nguyên nhân, cái nguy cơ cháy rừng xuất phát từ đâu, điểm cháy từ đâu, thì để thứ nhất là các hộ, các cá nhân tập thể là có ý thức trong quá trình tăng gia sản xuất rồi khai thác trồng rừng để biết, để phòng ngừa. Tại hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cấp thành phố năm 2024, đội tuyển tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy xã An Phú, huyện Mỹ Đức đã giành giải nhì toàn đoàn. Đây chính là tiền đề để công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng như phòng chống cháy rừng trên địa bàn huyện có hiệu quả hơn, đảm bảo phương châm 4 tại chỗ, giúp ngăn chặn, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.